Và trong bài hát này thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến những người đã có công lao sinh thành và dưỡng dục, những người đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Ngay sau đây, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông bà Nguyễn Ngọc Tuyển, Hoàng Thị Minh Phương là bố mẹ của chú rể. Và xin được trân trọng kính mời ông bà Phạm Minh Thông, Mai Thị Kim Loan là bố mẹ của cô dâu cùng bước vào và bước lên sân khấu để ra mắt đến quý vị khách quý. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón sự hiện diện của các ông bà. Cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình xin được ra mắt đến quý vị khách quý. Và bây giờ xin được mời cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình sẽ cùng cúi chào đến quý vị khách quý thay lời cảm ơn chân thành nhất. Xin được trân trọng cảm ơn. Và trong không khí vui mừng và hạnh phúc này, tôi xin được trân trọng kính mời ông Phạm Minh Thông là bố của cô dâu cũng là người đại diện cho hai bên gia đình sẽ có đôi lời để gửi đến quý vị khách quý.